Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn cô chi Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, đặc biệt giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Và quý cô chú anh chị em mình hợp nhãn thì cứ liên hệ trực tiếp tiếp số điện thoại hoặc qua Zalo nha quý cô chú anh chị em. Nhiều khi mình bình luận sẽ không thấy nha. Và anh chào chị. Dạ, anh chào anh Thái, dạ anh chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em có một số cây hoa giấy lại giao lưu với cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Địa chỉ vườn em là ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Các bạn lên mã số 1 ạ. 1H. Dạ, ngang 38, chiều cao 40, dạ vòng cổ là 8, này tá ngang 36, chiều cao 37, dạ vòng cổ là 7, dạ mã này em giao luôn là 200k, một cặp bao ship cô chú anh chị. Tím siêu bông. Dạ mã 2H. Tán ngang là 30. Chiều cao là 44. Vòng cổ là 6. Rồi tán ngang 29. Chiều cao 39. Rồi vòng cổ là 6 luôn, mã này em giao luôn là 200k. Một cặp hai chậu anh chị em. Dạ mã 3H. Dạ tán ngang là 31, chiều cao là 37. Dạ vòng cổ là 6. Tán ngang 31, chiều cao 42. Dạ vòng cổ là 8, anh em giao luôn là 200k. Dạ mã 4H, cành vàng lá ngọc hai màu. Ba màu đỏ, hồng và trắng. Tán ngang 50, chiều cao 50 luôn. Dạ vòng cổ là 10. Này tán ngang 43, chiều cao 40. Dạ vòng cổ là 8, mã này em giao luôn là 250k. Một cặp hai cây luôn quý anh chị em. Dạ mã 5H. Cẩm thạch tím siêu bông một cặp. Tán ngang 33, chiều cao 47. Vòng cổ là 8. Tán ngang 31, chiều cao 48. Dạ vòng cổ là 9, dạ mã năm giao lưu là 250k. Dạ mã 6H. Dạ tán ngang 40, chiều cao 55. Dạ vòng cổ là 10. Này tán ngang 41. Chiều cao 56. Dạ vòng cổ cũng 10 luôn, mã nem giao luôn là 250k, 350k. Mã 6H là 350k. Bao phí ship toàn quốc nha quý cô chị em. Dạ mã 7H. Thái 6 màu. Dạ tán ngang 65, chiều cao là 55. Dạ quỳnh cổ là 12, dạ má này em giao lưu là 200k, 6 màu Thái. Gồm màu hồng, màu hồng, màu vàng, màu cam, màu trắng, màu đỏ. Dạ cái cây này về lấy bo là ok luôn nha anh, cô chú anh chị. 6 màu. 6 màu. Dạ mã 8H. Cái này 5 màu Thái. Tán ngang 61, chiều cao 67. Dạ vòng cổ là 10. Dạ mã này em giao lưu là 250k. Cẩm thạch 5 màu. Đỏ, vàng, cam. Ủa đỏ, cam, trắng và màu hồng. Hồng lợt và hồng đậm. Hồng này hồng phấn mới quý anh chị em. Ngũ sắc 5 màu. 5 màu Thái. Dạ 9H. Dạ tán ngang 43, chiều cao 66. Dạ hoành cổ là 12, dạ mã này em giao lưu là 220k. Dạ mã 10H, 3 màu, dưa hấu. Dạ tán ngang là 45, chiều cao là 66.
Dạ hoành cổ là 11. Màu dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng và màu trắng, trắng kim cương á. Mã này em giao lưu 220k. Dạ hồng gân. Cây siêu đẹp luôn. 11H. Tán ngang 54. Chiều cao 60. Dạ dòng cổ là 11. Dạ cái hồng gân mã 11 này em giao lưu là 220k. Gỡ nó bị chạy da một chút cô chú anh chị. Chạy nhẹ khi mà phôi á anh chị. Khi mà làm phôi á. Không ảnh hưởng cây ha. Dạ mã 12H. 5 màu. Dạ tán ngang 48. Chiều cao 61. Dạ hoành cổ là 13. Mã này em giao lưu là 350k. 5 màu gồm màu tím. Red pizza. Red pizza. Hồng lửa. Tím tiết, trắng tiết. 5 màu. Màu này màu ca. Hồng lửa. Hồng lửa. Dạ 13H. Dạ tán ngang 54. Chiều cao 70. Dòng cổ 13. Dạ cây này 5 màu em giao lưu là 280k. 5 màu cẩm thạch. Dạ 14H. Cành vàng lá ngọc 2 màu trắng và hồng. Kẹo búp chứ không em. Tán ngang là 55. Chiều cao là 61. Dạ hoành cổ là 15. Mã này em giao lưu là 300k. Dạ mã 15H. Dạ tán ngang là 55. Chiều cao là 64. Dạ hoành cổ là 13. Mã này em giao lưu là 280k. Dạ 16H. Tím siêu bông bánh dèm. Dạ tán ngang 60. Chiều cao 67. Hoành cổ là 15. Dạ mã năm giao lưu là 300k. Dạ mã 17H. Tán ngang là 60. Chiều cao là 61. Hoành cổ là 13. Dạ mã năm giao lưu là 280k. Cẩm thạch tím siêu bông luôn. Cây rất đẹp à. Dạ mã lai 3 màu. Một màu trắng, màu hồng và màu tím quế. Dạ tán ngang 63. Chiều cao là 58. Dùng cổ là 13. Mã 18H trong giao lưu là 300k. Dạ mã 19H. 3 màu tuyết. Dạ tán ngang là 60. Chiều cao 71. Dạ hoành cổ là 17. Dạ mã này em giao lưu là 380k. Trắng tiết, hồng tiết và tím tiết của anh chị em. Mã 20H. Cũng 3 màu, 2 màu mã lai, một màu trắng, màu hồng và màu tím quế. Tán ngang 56. Chiều cao 70. Dạ hoành cổ là 13. Mã này em giao lưu là 300k. Mã 21H. Cẩm thạch tím siêu bông, cây một rễ quý anh chị. Tán ngang 55. Chiều cao 79. Cây dùm cổ là 19. Mã này em giao lưu là 500k. Cây rất đẹp luôn. Dạ mã 22H. Tím siêu bông. Dạ tán ngang là 69. Chiều cao là 92. Cổ là 20. Dạ mã năm giao lưu là 650k. Dạ
mã 23H. Tàn tròn như trái banh của anh chị em. Tá ngang là 59. Chiều cao là 88. Dạ hoành cổ là 23. Mã nằm giao lưu là 600k. Mã 24H. Dạ tá ngang là 54. Chiều cao là 65. Dạ hoành cổ là 19. Mã nằm giao lưu là 450k. Dạ mã 25H. Phôi này giống như con thú anh chị em. Tá ngang là 60. Chiều cao là 71. Dạ chùm cổ là 21. Dạ mã 25H em giao lưu là 500k. Dạ mã 25H cũng là mã cuối clip của vườn em hôm nay ạ. Ngày mới chúc cô chú anh chị vui vẻ, mần ăn phát tài. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn cô chú ủng hộ em những clip vừa rồi ạ. Cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chia Phước Tài nha.